Em xin kính chào tất cả các bác đã tới với cửa hàng xe đạp cổ Bơ Rô Phương Chun. Địa chỉ cửa hàng nhà em ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội các bác ạ. Từ Bixi Thăng Long về nhà em thì chỉ 19 cây số thôi. Các bác ơi, hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một chiếc xe rút sắt khóa cổ màu da đồng đời 1968 các bác nhá. Và em đặt mã này là mã rút sắt 26. Hôm nay có lẽ các bác nhìn thấy là lần đầu tiên em quay cho các bác một chiếc rút sắt da đồng đúng không các bác? Tại vì màu này là màu hiếm có và khó tìm đấy các bác ạ. Tại vì từ trước đến nay có lẽ là các bác chưa bao giờ thấy em đăng được con rút sắt màu da đồng đâu, vì em mới chỉ đăng màu xanh coban, màu trắng và màu đỏ đun. Lần đầu tiên em đăng cho các bác một con rút sắt khóa cổ màu da đồng thì các bác nào mà biết được cái độ hiếm của nó thì chắc chắn là các bác sẽ muốn sở hữu ngay. Đấy các bác ơi, tình trạng xe thì em sẽ quay thật nét, thật chi tiết, thật cận cảnh để các bác cùng nhìn ngắm được. Và hôm nay em đang quay ở dưới cái trời nó nắng các bác nhá. Thế nên các bác nhìn thấy cái sơn này nó rất là đẹp và đồng đều màu các bác ạ. Đây các bác, tình trạng em bắt đầu em miêu tả kỹ hơn một chút cho các bác. Đấy các bác thấy này, cái yên của nó này, yên da vẫn còn đẹp, tem ở cọc đứng vẫn còn rõ nét, sắc sảo các bác nhá. Vẫn rõ hình sư tử, vẫn rõ chữ B Golf và Made in France của các bác luôn. Đấy các bác, đời con này cũng là đời 1968 các bác ạ. Đấy các bác ơi, cụm phanh này các bác nhá. Phanh các bác thấy là cũng rất là xanh. Cái ốc của nó chưa hề có sự gì các bác nhá. Vì con này là thuộc dạng hàng lưu kho, ông Tây ông cũng giữ gìn, thế nên khi em mang về đến Việt Nam mà nó vẫn còn rất là đẹp. Thậm chí em lắp, em chưa có cọ xà phòng đâu các bác ạ, vì nó đẹp sẵn rồi. Đấy các bác nhìn thấy vành là vành Zida các bác nhá, vành sáng cả trước cả sau cho các bác luôn. Áo không móp không méo mà rất là đẹp, hai sọc chỉ giữa màu đen các bác ạ. Đi theo nó là đôi mê tổ ong các bác nhá. Đi theo là đôi mê tổ ong đấy. Lốp là quả béo 44 Michelin pháp xịn vàng đen các bác nhá. Đấy, đèn là đèn xoại, đèn vuông to đấy các bác ạ. Đấy, đời 1968 em giới thiệu rồi. Đèn là đèn vuông theo xe. Đấy, và các bác nhìn thấy tình trạng con này xe thì quá đẹp luôn, không có gì mà chê. Đề Silex màu đỏ các bác nhá. Đèn em đấu sáng cả trước cả sau rồi. Chân chống lá đề đùi đĩa 5 sao với đan khẩu mía. Đấy, chuông kêu điếc tai của các bác luôn. Tình trạng con này, bơm con này là bơm nhôm các bác nhá. Đấy, đời, và con này các bác nhìn thấy hình thức của nó rất là đẹp, màu nó rất là bắt mắt. Đấy các bác ạ, có những cái sản phẩm mà Bozo họ sản xuất ra rất là độc đáo, và những, có những cái thiết kế mà Bozo thiết kế chỉ ra bản giới hạn thôi các bác ạ. Ví dụ như con rút sắt da đồng này thì người ta cũng sản xuất số lượng thôi, thế nên là nó hiếm có nên là ai cũng muốn sở hữu. Và em đã đấu giá được con này về đến Việt Nam thì cũng không hề đơn giản đâu các bác ạ. Bác nào ở bên Pháp thì biết, có người nhà bên Pháp là các bác biết, không phải đơn giản là mua được một con xe Bơ Rô đâu các bác. Rất nhiều người đấu giá các bác nhé. Đây các bác ơi, em quay cho các bác thật rõ nét, chi tiết. Các bác ngắm nhìn hộ em chiếc rút sắt da đồng này hộ em đây. Con này nó đẹp lắm các bác ạ. Giá cả thì các bác cứ điện thoại trực tiếp cho em số 0981 539 298 các bác nhé. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đấy, tình trạng xe thì các bác thấy rồi. Em quay tới đâu là nét tới đó. Đấy, và đời 1968 số 9 thì rất nhiều các bác thích, nhiều khi các bác thích cái số nó lọc lá cơ các bác ạ. Số đẹp, xe đẹp đấy, mà giá cả cũng đẹp, hợp lý cho các bác luôn. Mời các bác về cửa hàng nghe em ở địa chỉ xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội các bác nhá. Không thì các bác cứ kết bạn Zalo số 0981 539 298, em gửi định vị cho các bác. Đường đi rất là thuận tiện dễ tìm rồi, cứ thẳng đại lộ Thăng Long rồi sẽ về tới cửa hàng em. Này các bác ơi, xe em nói rồi, không có điểm gì mà chê, nó đẹp các bác ạ, nó đẹp từ con ốc cơ. Và xe em cam kết là nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Xe là người nhà từ Pháp gửi về các bác ạ. Thế nên tại sao em sưu tầm được rất nhiều xe đẹp, các bác cứ yên tâm. Cứ về tới cửa hàng em là các bác sẽ chơi được những cái con nó rất là đẳng cấp. Đấy, một khi chơi Bơ Rô thì là để hoài niệm xưa đúng không các bác, để các bác nhớ lại kỷ niệm xưa. Thế nên nhiều bác là muốn chơi luôn một con đẹp. Đấy, thế nên các bác phải về cửa hàng em, vì cửa hàng em là nhiều xe Bơ Rô nhất Hà Nội rồi. Đấy, em xin cảm ơn các bác đã xem video của em. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe.